chắc em cài con ThinkPad Helix, cái con máy tính bảng của Lenovo ấy, post video lên, của Tây nước ngoài cũng lập trình viên. Have you sent Huy for me? Yes. How much? Khán trả là 20 đô. Em bảo I will write the first letter you send 30 đô cơ. Em đòi 30 đô sau phải tắt điện luôn. Không thể nhắn tin lại. Nhạc nữa nó hoành tráng thì ứng dụng mình muốn kéo xuống đây thì như nào? anh được cái vào đây anh kéo xuống thôi này, ví dụ cho một cái ống đây đúng không? Quay cảnh không có cảnh nan nó nhìn cái như mà